Xin chào các bạn. Hôm nay trong quá trình mình đi thu hái cây thuốc thì mình có phát hiện ra ở khu vực bãi cỏ hoang này thì có mấy cây đuôi chồn các bạn. Thì cây đuôi chồn này trong kinh nghiệm dân gian và y học cổ truyền đã nghiên cứu và ứng dụng để sử dụng làm thuốc chuyên trị về các bệnh đau nhức xương khớp, thoái hóa xương khớp. Đặc biệt cây này là có chất để tạo sụn khớp, tái tạo lại sụn khớp rất tốt các bạn. Đây là mình quay thật gần cái phần lá để các bạn xem. Đây là phần mặt trên của lá này các bạn. Đây là phần mặt dưới của lá này. Cây hầu vĩ tóc này thì còn có tên gọi là cây đuôi chồn, quả đen, được sử dụng trong rất nhiều các bài thuốc để mà chữa đau nhức xương khớp, thoái hóa xương khớp. Thôi mình xin chào tạm biệt các bạn để mình còn đi tranh thủ đi thu hái cây thuốc.